Năm 2022, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vượt một xã so với kế hoạch, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Phú Bình đạt huyện nông thôn mới, có 44 sản phẩm ô cốp được xếp hạng từ 3 đến 4 sao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, hạ tầng, môi trường nông thôn ngày càng thay đổi rõ nét liên kết, hợp tác phát triển sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với ban dân tộc, ra soát, thống nhất phân bổ vốn thực hiện chương trình. Dự kiến kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 đã kịp thời tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi được giao vốn. Một số tiểu dự án đã đạt được kết quả tích cực như Đầu tư khởi công mới 222 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, thực hiện xây dựng 15 công trình nước tập trung tại các xã chưa về đích nông thôn mới, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Năm 2023, tỉnh đặt mục tiêu có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện định hóa đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục kiến nghị với chính phủ, các bộ ngành trung ương hoàn thiện cơ chế chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện tại cơ sở về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm của các địa phương, sở ban ngành trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời đề nghị các cơ quan thường trực tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện trong năm 2023. Các địa phương, sở ban ngành cần chủ động hơn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.